Hello, chào mọi người đã trở lại channel của mình ha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài rap. Thì hôm nay học bài mình đã đó chính là chinh phục được áp đỡ được bé mắt to. Mắt to hiện nay cũng khá là lớn rồi. Thì hôm nay thì sẽ bắt đầu nuôi cho bé. Ủa, mới vừa nói nuôi cho bé mắt to lớn mà như gì vậy? Như đi đâu ra rồi tự nhiên mọi người. Hello, mọi người xem video đừng quên đó chính là like video và đăng ký video ủng hộ cho Quang, đó là động lực giúp cho Quang làm thêm nhiều cái video như thế này, nhiều hơn nữa. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy cầm điện thoại lên và bấm like ủng hộ cho Quang. Còn bạn nào yêu quý cho Quang hơn á, thì có thể đó chính là xem từ 5 giây quảng cáo thôi, đó là ủng hộ Quang rất là nhiều rồi. Bây giờ thì chờ nước chi tiêu để chào mọi người đấy chứ, rồi đi ngủ lại lên trời tối được nghỉ đó mọi người. Hello, chào mọi người nha, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người nhớ nhấn like để lên trời sắp tối rồi, trời sắp tối rồi. Ê, ở sau lưng mình có gì kìa. Thôi được rồi, để tí nữa không phải mình khám phá sau các bạn ơi. Thôi, bây giờ thì đi ngủ thôi. Trời sáng rồi, để đi ra gọi bé mắt to về coi. Không biết tối qua giờ bả đi đâu rồi, bả to. Ôi, lại có thằng Skeleton kìa các bạn. Đó, hôm nay sẽ đi bắt ít gà vậy nè. Ây da, bây giờ sẽ gọi mấy mắt to về. Mắt to ơi, trời ơi, các bạn coi nữa kìa, nó bay ở đâu về á. Nhưng mà con này vẫn còn khả năng, nó còn nghi ngờ mình, nó chưa cho mình bắt nó nữa các bạn. Các bạn thấy không, đây là mình phải cho nó ăn nhiều nhiều hết chơi. Nó lên level 38 rồi, level lên cũng khá là nhanh các bạn. Nhìn các bạn nhìn XP kìa, thấy không, coi lại là một con cái các bạn ơi. Nó mắt to này giờ thành là miệng rộng luôn rồi các bạn. Hãy comment anh Quanh ơi, mắt to đuôi bự. Các bạn comment là gì view cái anh Quanh hay đặt con này là miệng rộng. Mình thấy nó cũng hợp lý luôn, con này vừa mắt to miệng rộng, nó giống con ếch xấu xí giống không. Ê mà con này giống con ếch thiệt hay chứ, con này trong phim mà nó rất là hung dữ nha. Thôi được rồi, thì anh ăn khoai lang quên khoai tây không? Ừ, khoai lang ở đâu ra mày? Tao hỏi mày ăn không, mày uống tao là sao? Ê, mày bây giờ hả, đi làm ít cái hàng rào đó các bạn ơi. À mình nuôi rào nuôi cái gì đi, bây giờ mình làm cái hàng rào nuôi nuôi gà chứ, nuôi cái gì để có gà cho rồng ăn. Cho mình ăn thì có, tao đói rồi. Trời ơi, nó trứng gà quá trời nè, gà thì quá dễ đó các bạn, nuôi một tí thì ra đầy chuồng. À, mình chỉ còn chừa lại hai con thôi, gà nó đẻ hoài mà. Nuôi gà là cái gì là thức? Nuôi gà đi cho tiên nuôi nuôi cái gì đó? Nuôi heo. Trời, heo mà cũng nuôi nữa hả? Nuôi con heo mới có thịt nhiều chứ, có thịt nhiều hơn gà. Rồi, vậy thì làm thôi. Tập này mà làm chuồng gà để bữa sau mình làm chuồng heo, tập trung làm cho nó lẹ lên nè. Ok, bây giờ là hai mươi mấy gỗ rồi, mình nghĩ chắc cũng gần đủ rồi ha. Để lấy thêm một stack gỗ luôn đi. Hôm qua mình bị chết mất quá trời đồ luôn. 14 gỗ. Rồi, ok được rồi đó. Còn phải đi qua. Ê, tí nữa đi qua cái hang rồng mãi một ít nữa bơi. Ồ, cái hang coi chừng còn con rồng ở bệnh á chứ mày. Trời, nếu ba ngày nếu không thấy nó ở nhà thì mình mai thôi. Mà mày đúng rồi, hang của nó mà nó không ở nhà thì nó ở đâu? Họ kệ, tí qua coi thử các bạn. Qua mày tính âm mưu ăn trộm trứng rồng của nó thì coi. Ê, tính ra là hình như là nó sẽ có trứng rồng khác các bạn, quan trộm thêm vài con nó về nuôi. Ai da, bây giờ sẽ chế một ít cái hàng rào tiếp nè. Hai stack gỗ. Rồi bây giờ, ủa con mắt to nó đi đâu nữa rồi? Bé mắt to của anh đâu rồi? Thôi nó đi đâu rồi, tí nó quanh kêu nó về, chuẩn bị quanh gọi nó về luôn nè. Nè táo. Đó các bạn thấy không? Quýt một cái là nó về liền, bay về liền luôn. Trời. Mới đi một chút mà. Không thèm ăn táo nữa chứ. Trời, nó chỉ ăn cá, ăn thịt thỏ, ăn thịt gà thôi chứ nó không có ăn khác đâu. Bây giờ mình sẽ làm một cái chuồng gà trên đây các bạn ơi. Đâu rồi? Hồi nãy mình xây nhiều lắm mà sao có 15 cái mới trời. Một cái nè, hai cái. Ơ trời. Cái gì đặt lộn hoài ta. Ủa mình nhớ mình làm nhiều lắm mà sao tự nhiên giờ còn 15 cái mới trời, khác quá vậy. Đó, cho bé mắt to đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chuồng gà với Ti đi. Nhiệm vụ của JT là đi vụ mấy con gà. Ủa sao kỹ ta? Vụ mấy con gà hả? À, lấy cỏ là vụ được đúng không? Đúng rồi. Ủa mình làm nãy nhiều lắm mà tao sẽ giờ mất tiêu hết trơn rồi. Ok, làm lại thôi, đơn giản mà. 44 cái nè.
đó, chưa bà mắt to bà bay được rồi nè các bạn, nghĩa là có nghĩa nó gần lớn rồi đó các bạn, nó gần tới cái form trưởng thành của nó rồi. À là mấy cái trứng luôn. Ui trời ơi, bay vô rừng kìa. Không, nó bay một tí rồi nó về, nó bay chơi à. Gà ra, tí nữa ta bắt mày vô giờ. Đi ra coi. Quýnh được cái là cả đàn chạy luôn các bạn. Rồi, như thế làm được ô, cái cái này xương mình đặt kỳ kỳ thôi, mình đặt cho nó cứ nằm sai vị trí hoài các bạn ơi. Á. Rõ ràng là mình đặt đúng vị trí mà nó cứ tự nhảy vị trí khác Con hoài ơi, luôn. tôi về tới nè. Nói chưa, mình rõ ràng mình đặt đây mà nó lại nhảy qua đây, hơi kỳ kỳ á. Tôi về tới nè. Mày đậu nó, trời ơi, đúng rồi, đi dẫn 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 vô đây. Nhanh lên, dẫn vô chuông. Đó, ngon. Trời ơi, đi mới dụ một đàn gà luôn các bạn. Đi GT được thôi biệt về phết. đi. Ê, gì vậy? Đi đây. Đi vô kìa, đi vô kìa. Trời, tới đây mày mày. Ủa sao tự nhiên tới đây không đi? Tụi bay câu sình hả? Quay nghi ngờ hả? Gì Ủa trời. gì kìa? Rồi, phiên tao. Người Ờ, tôi giả qua anh ngờ. đi. Hello. Nè, mấy đứa. Tắt cái. Rồi. Đó, chơi bây giờ. Ờ, tự nhiên. Xong xuôi. Cho nó ăn đi, nó về cho nó ăn đi. Đó, lại đẻ gà con thôi. Thấy chưa, bây giờ thì quá trình là khá là đơn giản. Đó, này nhé, ôm mày vô luôn cho lẹ. Ôi vậy thì có trứng nữa nè, qua cái trứng ra thử coi có con nào không. Quanh có hai cái trứng luôn nè. Yeah, được một con. Ê, sao kìa, sao mở cửa vậy? Ơi, sao mày không đóng cửa? Tao nghe vừa nghe mày tiếng mở cửa đàng hoàng luôn đó. Chắc là quên trúng rồi. Thôi, giờ đi Thôi tao đi ra. ôm mấy con gà này vô luôn cho nó lẹ nè. Mấy con này đi đỏ hay chưa, rất là Trời ơi, khoan ôm vậy luôn hả? đó, bây giờ là chúng ta sẽ Ê, chết cha, chết cha. À, mày giỏi núp tới mày núp ghê thiệt luôn á. Tao tưởng nó không nhảy ra được mày. Mày nghĩ sao không nhảy được à? Nó có ngu đến mức mà nó thấy cái đường đi ra mà nó không ra đâu. Có đúng ở núp với không không ra đó. Tao ơi, mày giục mày vô bây giờ, cho mày vô chuồng gà mà thành mấy con gà Mày luôn. không có giúp tao được đâu, lêu lêu. Rồi đứa nào ăn ăn nó không, hạt chấm rồi. Rồi nó ăn hết rồi bây giờ. Nó chỉ đẻ trứng thôi. Thôi được rồi, mấy đứa ở đây đi, để vài bữa anh quên giết thịt. Đi 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 mãi sắc đi quanh về nhà mình Ý thi. lại được một con nữa. Thôi được rồi, bây giờ đi qua cái rừng ăn trộm mấy cục sắt các bạn. Đào mệt quá. Bây giờ sẽ đi qua bên cái khu này coi. Ui mà. Còn mày qua đó mày cũng đào thôi chứ ở từ đó từ cũng kêu con rồng về đó. Đó, về xuống đây cho ăn cái này đi này nhá. Ăn vô. Rồi lên level 41 đi, cái về level 41. Thôi ăn đó đi. Để anh đi qua đây khám phá. Trời ơi, mà hết đồ ăn rồi, đợi chút đó. Ở nhà có rồng, có nhà nhưng mắt to này. Tao có khoai tây nè, không? Rồi hết thịt luôn rồi, nghèo đói rồi. Nghèo đói quật rồi. Có ăn khoai tây không? Đây, được ít khoai tây rồi nè. Ờ, trong lò với ti còn mấy củ mấy miếng thịt nữa. Thôi ăn rau củ đi, không ăn thịt đâu. Let's go. Đi thôi các bạn ơi. Kiếm mấy con heo về ăn quá. Thôi con heo để dành đi, để tự rồi mình đem mấy con heo về tụi mình nuôi cho nó đẻ con rồi tụi mình mới giết thịt được. Cái hang kiểu nào rồi ta? Đây đây đây. Nè nè. Ủa? Ý, nó đâu mất tiêu rồi. Mấy con rồng nó mất tiêu rồi. Nằm xuống coi. Ơi, có khi nào là nó núp ở trong mà không các bạn? Nghĩ xuống rồi nè. Ây da, Không trời thấy chị ơi, không thấy đâu hết trơn. ơi. Coi chừng ở bên hang mấy cái ngách khác á nha. Ơi, chui xuống cái chỗ này nè, hôm qua là mình đi cái đường này mình thấy được con rồng nè, đúng không? Bây giờ. Ơi, không thấy đâu hết các bạn ơi. Coi chừng nó ở bên cái hang kia kìa. Nè, ta đang ở bên hang trong của con rồng cái nè, mà nhưng không thấy đâu hết nè. Ấy á. Ủa? Có khi nào tụi nó bị kẻ những kẻ săn rồng không? Hồi sáng đúng rồi, hồi sáng mình mới ra nghe dân làng bàn tán là có một tụi đi ngang qua cái làng mình hỏi là ở đây có thấy ai nuôi rồng không. Chết rồi nó ơi rồi tiêu rồi, tội nghiệp bé bé rồng quá vậy. Có thể là nó ăn cắp những cái trứng rồng mới của con rồng này rồi, nghĩa là Tội những nghiệp bé đây bé là rồng bọn này quá mình vậy. nghĩ là chính
sáng là nhưng mà bé bé rồng đâu ơi rồi? hồi sáng đúng rồi, tình cờ mình chào mọi người mình thấy được cái ấy 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 cái khu vực ở một trên cái vách núi các bạn. Từ từ bây giờ hả, phải tìm cách đi lên cái chỗ này đã. Rìu thì quá À, trời nè, cái gì mà ở phía sau làng mình đúng đúng không? rồi nó mới vừa xuất hiện luôn á. Bây giờ hả, mình sẽ qua khám phá mà khu vực nó ghê quá, có con rồng hung ác bên đó, mình qua mình sợ rồi nó thịt tụi mình Trời đất luôn. ơi, quan chưa lên nữa hả? Cho quan ba cục nè. À, chắc chưa lên nữa, còn 18 cục rồi. Được rồi, được rồi, lên thôi. Vậy là cái hang này bây giờ là một hang trống, mình nghĩ là bọn Trời chuẩn bị tối rồi, trời chuẩn bị tối rồi. trời ơi, lại tối nữa rồi, thôi đi về cái đó, đi về sáng mai tụi mình sẽ cuộc hành trình qua đó các bạn. Mà không có một sắt để chế bộ đồ nữa ta. À đi vô, Vậy thì có sắt trong rương kìa. tính ra là mình vô cái làng là mình chưa qua đi kiếm đồ á. Đâu Thôi đồ của người ta mà có anh kỳ ghê trời vậy, ơi, chứ cha giờ dân coi làng vô thử. kiếm nhà mày nữa mày. Ủa cái rương mày đâu nữa? Vậy thì đâu có rương. Đúng là nhà nghèo mà chứ. Thôi đi ngủ đi, lên nó bên, nó bên, nhanh lên, cho bay đi tới, mày đánh không kịp á. Ok. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cha dân làng tính kiếm chỗ ngủ vậy thì. Ok, Rồi. trời sáng rồi các bạn. Bây giờ hả, tụi mình sẽ đi khám phá qua bên khu đó. Đâu sắt đâu, mày có mấy cục sắt nữa? Trong nhà nè, trong cái lọ nung đó, vậy thì Đâu? nung rồi nè. Ủa quên, thì bỏ người à. Ê, có hai đùi gà nè. Ơi, 5 cục sắt ha. 5 cục sắt vậy được hai cây kiếm rồi. Vậy thì có một cái kiếm rồi, khỏi cần. Ok, vậy quanh chế cây kiếm sắt cái đã. Ủa Rồi. quên, không, vậy thì có kiếm đá à. Thôi vậy cái mỏ giỏi lắm. Quên. Cái mỏ giỏi lắm. À, tao đi vô nhà Rồi, dân ok, làng coi có mẹ gì. không lượm kiếm hay nấp. Thôi khỏi lắm đi. Mà trong nhà dân này sao không có cái đồ vậy trơn à? Mẹ không lượm đồ hả nấp? Ở đâu? Đây nè, cất hết đồ này đã các bạn. Tao cho GT đi. Từ từ để ta cất hết đồ đó. Rồi bây giờ đem theo cái gì? À có con mắt nè, quái vật nè. Rồi kiếm nè, kiếm đá nè, cất luôn đi. Rồi nè, nè. Nó cầm vô. Rồi ok rồi đó. Ăn trộm cái đồ gà con đúc buổi sáng rồi. Thôi lấy kem bé rồng, kem bé rồng tới cho nó ăn miếng rồi mình đi nè. Đi qua cái khu vực bên kia coi. Rồi gặp thấy đồ gà này, không cho nó ăn nữa. Về rồng ơi, rồng ơi, rồng ơi. Đã bay xuống đây, xuống đây này, Ôi, bé bắt to đâu, bé bắt to đâu. trời ơi, mày đậu nó nhà lên luôn, mày cũng bắt to cậu lên một mũi rồi, nó gần lớn rồi các bạn ơi. Trời ơi, bá bự chà lự luôn. Thôi ở nhà ngoan nha, anh đi Thôi á. cho nó đậu nó nhà luôn đi. Đâu có đâu, bọn này mình đi là nó tự bay đi đâu à. Mà bây giờ hả, bây giờ mình sẽ qua thử cái khu bên kia, mình nhưng không biết cái con rồng chỗ này nó không biết nó còn không các bạn ơi. Mình Là sợ cái là chỗ cái sau con nhà rồng mình chỗ này đây. nè. Ừ, con mình nó nhiều rất là nhiều giáp nó bơi, đi qua lượm đồ nó bơi. Ơ mà cẩn thận có con rồng mà khỏi lượm luôn, nó lượm luôn cái Ủa làng mà của mình luôn á. cái gì mà nhìn nó ghê ghê này ơi. Cái đó Dễ giống mày, sợ. tao thấy khu vực của bọn săn rồng á, mày thấy không? Trên cái đầu của nàng thấy không? Có hình Ghê đầu con vậy. rồng rồi các bạn. Sao ở chỗ mình sát bên chỗ nó vậy? Mày không quên là hồi sáng mấy ông dân làng có một đám người lạ vô hỏi là mình có nhìn thấy ai nuôi rồng không, như con rồng của mình đi ăn hết rồi nên không thấy đó. Sao mình ở sát bên cái chỗ nguy hiểm vậy? Trời ơi, bọn nó săn rồng thì nó tới đây là bình thường thôi chứ đâu phải là mày ở đâu rồi nó không tới đâu. Từ khi mày ở dưới hang như là lúc mày mới chơi Minecraft á. Ê, bên này là cái vườn hoa nè. Còn bên đây sao hoa nhiều dữ vậy trời. Bên này là cái khu đất có hoa nhiều quá. Mỗi cái đây là khu. Ơi mình cực kỳ Ở sợ chỗ đất quá các bạn ơi. Có cái con rồng của nó là tiêu tùng luôn á. Nó đi qua nó thổi rồi. Ê, ở bên kia có cái làng. Ơi đúng rồi các bạn ơi, đó hình như là cái đồ. Ôi, chắc chắn luôn. sao anh đi lẹ dữ vậy Tao trời. đang nằm, tao lết lết. Đây nè, đi đâu mà đi. Ơi, cứ chừng có con rồng mà thôi bắn luôn á, khỏi có khám phá khám phía gì luôn. Ơi, không có con rồng. Ơi, không có con rồng, không có con rồng các bạn ơi. Yeah, hơi cứu, hơi cứu. Ủa sao không có con rồng? Tao biết mời nó gần cái khu vực này thì Hẹn một chừng nó đi đâu tí nó quay lại đó. Iron Chain Ôi Glinting. lẹ đi. Nó đi đâu tí quay lại vậy? Vàng vàng, trời Ôi ơi đào vàng ngon lành chanh đào rồi. nè. Có hai cái rương mới chơi. Hơi nhện à. Cái gì? Tao nghe tiếng. Bút hả? Bút làm gì?
tao nghe tiếng zombie hay gì kìa mày ơi. Đâu, tao có thấy con zombie nào đâu. Tao nghe tiếng thè 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 đấy quá. Hết đồ rồi, tao cái nào không. Xương nè, về bóng cây cũng được nè. Ôi, hết rồi, hết rồi. Nhưng mà ít đồ với trời. Thôi mà được cái bộ giáp sắt cũng được các bạn ơi. Ê, quát. Quát, quát. Đâu, đâu, đứng đi, đứng đi. Không có thấy được đâu rồi, nó cao như vậy là mình không có thấy được. Bây giờ mình sẽ tìm cách chỗ này có cái đường lên nè. Bây giờ đi đi qua đi nè. Nhìn thấy nó bơi, nhìn thấy nó bơi. Bên đó có vết cháy của rồng thổi các bạn. Mình nghĩ là chắc chắn bọn đã tiêu diệt con rồng rồi, bọn kẻ săn rồng mà chẳng lẽ nó không tiêu diệt được đúng không? Mình có đồ mặt luôn ghê vậy. Tao mới lượm. Mình thấy chỗ này hình như có đường lên nè. Chứ chỗ này nó xây hả? Nó cục lủng hết rồi các bạn. Mình thấy chỗ này hình như có đường lên sau cái vách núi nè. Bây giờ mình sẽ ra sau vách núi, mình sẽ bò vô đó coi như thế nào. Lên lên đúp ơi. Thang đi nè, đợi tao xíu. Đâu rồi mày, đâu rồi? Bơi đây, bơi đây, bơi đây, bơi đây. Mày quýnh sao hỗ trợ tao nha. Ơi, không sao lên được nè, không sao lên được nè, tao biết ngay mà. Chứ mình không thấy là đi lần trước đâu, trừ khi là mình con rồng của mình nó chở mình đi được. Mày đây hả? Quá trời thang luôn nè. Đi. Ủa, quanh đâu rồi? Đây nè. Thế để tao đi mày. Trời ơi, chỗ này ghê quá vậy ta. Ủa, đất của mình giục nhà hết tao ơi. Ê, có mình có cái này mà, đúng không? Mày bay cái lên luôn nè. Cái gì vậy? Quanh bay bằng cái gì vậy? Mắt em đợi tao quýnh được. Ê, đi qua khúc này lượm, leo lên dễ hơn, đúng rồi. Ừ, lên đi. Lúc nào tao thấy, à thấy rồi, thấy rồi. Chết rồi, chỗ này sao lên? Chỗ này có đường lên nè. Nè, đi ra hàng 6 nè, đi ra hàng 6 nè. Ra quên đi nè. Chỗ này lên dễ hơn nè. Đất đồ nó bằng hơn nè. Chỗ nào ta, qua nào đi, chỗ nào á. Giờ ti đang đứng ngay bụi cây nè. Trước mặt mày nè, con đất kia tao chọn cái nhện với đầu mày được. Tao chọn được, chọn luôn á. Làm đường đi lên thôi. Ý chóc rồi các bạn ơi. Bọn này là bọn săn rồng rồi các bạn ơi. Kìa 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 kìa. Nó cầm cái rìu kìa các bạn thấy không? Dạ. Ê, có chuyện nó thấy mình đó. Chết rồi, không được rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Bây giờ hả, không biết bên trong nó có cái gì. Bây giờ mình hả, mình phải tiêu diệt thằng này thôi các bạn ơi. Chắc chắn là sẽ có điều gì ở bên trong đó các bạn. Mình không thể nó nằm đây hoài rồi các bạn. Phải vô tiêu diệt thôi. Để coi bên trong tụi nó có cái gì các bạn ơi. Let's go. Từ từ. Bò vô thôi mày. Bò vô chỗ này nó té chết luôn. Ê, nó thấy nó thấy nó kêu hả? Ừ, tới đây, tới. Ừ, vũ nó vô đây, vũ nó vô đây. Mày, ui da. Dữ nè. Hung dữ. Thở săn rồng đó, thở săn rồng kìa. Mà nó đi về đi vô coi coi có ai không. Ê, nó nhí tí. Mày. Rồi xong. Trời ơi, các bạn cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. The Dragon Meal. Hình như đây là thịt rồng các bạn ơi. Qua đây lẹ nó bơi, qua đây lại nó bơi. Các bạn ơi, bên trong nó hả? Rất là nhiều thằng luôn kìa. Các bạn thấy không? Nó cầm nguyên một cái trụ luôn. Wow. Tụi này là tụi săn rồng. Ê núp, hồi nãy tao giết tụi nó rớt cái này nè. Cái gì vậy? Mang thử, mang thử. Ủa sao nhiều vậy? Cái này là sữa rồng đó các bạn. Ủa sữa rồng là sao? Thịt của rồng thì đồ nó... Nói chung là bọn này nó nuôi rồng để giết thịt đồ các kiểu đó. À đúng rồi, bọn nó giết thịt rồng nhưng nó có thịt đầy đúng không? Bây giờ mình sẽ vô. Ê mày lấn cái núp, mày bò kỳ vậy. Bây giờ chúng ta không sợ đâu. Đi vô luôn. Hay có giáp mày không sợ chứ tao có gì đâu. Trời ơi các bạn ơi, bên trong có rồng thiệt. Ây da, ây da, ui mẹ ơi, chết tôi chết nè. Ui nâu 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 nâu. Ui nè, ui nè, ui nè, ui nè, ui nè, ui nâu anh. Ui nè, mày giáp chưa. Mày ơi, gần chết rồi. Còn 100 máu rồi các bạn ơi. Ui hiếm quá. Chết rồi, mình ăn thịt sống rồi. Chính điều vẫn hình gờ nữa rồi. Đứa bên mày còn đồ ăn cho tao miếng gọi nhanh lên. Nè 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 nè. Ủa cái gì con gì bắn vậy? Đâu phải đâu, ăn thịt sống, ăn thịt gà sống. À, người mày. Ê, cái này ăn được không? Không có đã ăn được, tao thử. Ủa các bạn ơi, nhìn kia, nhìn kia. Chết, nó quá, nó bơi, nó quá, nó bơi. Ủa nó. Ý, một thằng rớt, hai thằng rớt. Ờ, mày. Tao mày đứng đây dụ nó, đánh cho rớt luôn cho rồi. Chết không? Ý, tụi nó với đích mày này, chết đâu mà chết. Ý, ghê quá các bạn ơi. Để coi, từ. Dụ nó qua đây, mình đánh rớt dưới hết. Rồi, tao chết rồi. Không quá các bạn ơi kìa. Chết rồi, trời ơi, trời sao đông vậy? Trời, tao liều cái chai vỗ để thấy hai con rồng. Bây giờ thế là
Rồi chết lần nữa rồi đó, chết lần nữa rồi đó, xong rồi đó. Xong rồi đó, xong rồi đó. Ê, no, no. Giờ là phải điều hổ ly sơn. Ôi đông quá hả? Bây giờ nó đang dí mày kìa, tao quýnh nha. Nó đang dí mày, nó không dí tao. Trời ơi các bạn ơi, khu vực này nguy. Mày chạy đi, mày chạy đi. Quá. Nó đang dí mày, mình nó không một dí tao. Máu à. Bây giờ mình dừng lại là mình tiêu á. Mày quýnh đi đúng, đúng rồi, tao chạy cho mày dính quýnh. Bây giờ nó không thèm dí tao đâu. Bây giờ nó đang focus mình các bạn không, con núp bây giờ có thể quýnh được. Bây giờ đó mình sẽ chạy đồng nhau nhau trong con núp nó quýnh. Ơi, đồ nó rất thật quá trời luôn. Ơi. Ê, đừng giờ nó quơ nhẹ một cái là mình chết luôn á. Rồi tính ra tụi này gạo á, không thể chơi trò giết chạy với mình. Ê, lêu 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 lêu, còn hai thằng à quanh, nó không thèm với tao luôn mày. Từ 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 từ. Giết đi, giết đi. Dạ. Dạ. Dám dí quanh à. Yeah. May quá. Vô kìa đi quýnh cái tụi. Ta là thủ lĩnh rồng. Ha 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 ha. Đúng là con núp vậy, nó ảo tưởng quá nè. Mày vô đầu tiên đi, nó dí mày. Rồi mày cười. Ê, mày, mày đừng quýnh tao, mày tao sắp chết rồi. Trời ơi, các bạn ơi, nhìn gì kìa. Lụm đồ hết luôn. Ê, nó ơi, mày nhìn này nó ơi. Trời ơi, tụi này nó còn... Ồ, đúng rồi, chết, chết, nãy giờ quên để ý mày. Chết, wow. Mày những đồ ăn còn không? Tao mấy đồ ăn coi. Mấy đồng này màu hồng mày ơi. Chết rồi, giờ còn có thịt miêu không à. Chết rồi. Trong rương này có bây gì giờ, không? Bây giờ, hết đồ ăn luôn rồi các bạn ơi. Cho mấy cái thùng đồ, còn đồ ăn không? Cái này đâu có. Ủa, mày đồ ăn không? Biết đâu trong nhà nó có đồ ăn lắm mày ơi. Bây giờ hả, cái cửa này là cửa sắt, mình phải có cúp sắt. Sao mày tao đi đây không đem cái cúp gì hết trời. Nè nè, ủa quên chết cúp đá. À đúng rồi, mày đứng bên cạnh đi. Để tao đi làm cái nút coi. Tao làm cái nút để tao mở ra, mở cửa con rồng ra. Rồi, ok 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 ok. Trong nhà bọn này không có cái gì ăn hết trơn vậy. Không có gì ăn hết nhưng mà vô để bảo vệ. Ý, rồng luôn nè. Trời, đây là những con rồng bị nhốt này đó ơi. Vô đi, vô đi, vô đi. Wow, trời ơi, mấy bé ui, này bị bắt mấy hả? Mấy bé này bị đói quá trời luôn nè các bạn. Chết rồi, nè, Star Winner full rồi nè. Ê, là tụi này là con baby nuôi lên được, bọn nó thuần hóa nè, con này đói tới khóc luôn nè. Ê, ăn nào. Cái này bọn nó không ăn. Sao rồi ra gần miêu nó không ăn? Rồi, nó ăn thịt thôi, ra gần miêu không ăn đâu. Ra gần miêu là chỉ ăn những con rồng không mát thôi. Ê, trong này có gì vậy? Wow. Wow. Sao cái rương đó? Ê, cái rương đồ không hả mày ơi? Trời ơi, một rương cá luôn. Ồ, quá trời vũ khí sặc cá luôn rồi nó bơi. Chết 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 rồi xong. Rồi nó làm gì vậy? Vậy luôn dùng em ơi. Trời ơi các bạn ơi, thì ra là bọn mình đã giải cứu thành công được những bé rồng này rồi. Được rồi, bây giờ hả, chúng ta sẽ đem những bé rồng này về thôi. Wow, nghĩa là tụi này nó săn rồng, nó bắt rồng. Nghĩa là tương lai nữa là nó sẽ bắt con rồng màu xanh của mình. Tại vì bọn này là chắc là mình nghĩ là bọn sưu tập rồng rồi. Không phải sưu tập rồng mà bọn nó bắt rồng. Vậy bọn nó ăn thịt ai biết được đúng không? Đó, là bây giờ mình sẽ cất hết mấy cái này đi. À, bây giờ là cá thiếu gì? Đây là dụng cụ săn cá của tụi nó nè, các bạn thấy không? Bây giờ là mấy con rồng này là bọn nó thuần hóa nè, có chữ tem bịch rồi nè các bạn thấy không? Bây giờ là mình chỉ cần cho ăn lớn lên là mình có thể cưỡi về rồi. Con này adolescent rồi nè, là nó gần lớn rồi đó các bạn, nó gần trưởng thành rồi đó. Con này level 28, 30 hình như là đã chuyển sang được chế độ cận lớn rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đem những bé rồng về nha mọi người. Vậy đây chăng? Các bạn coi thấy chưa, các bạn có nghe tiếng điều khiển rồng uống núp không? Đó. À, vậy đây chăng nè. Đó. Quốc quốc. Thập. Ê, ê, ăn liền thấy chưa? Núp về thì cái gì? Đặt tên là miệng rồng cu te hả? Được sao? Rồi, bé rồng trời của mình. Trời ơi, đẹp quá quanh. Miệng rồng hoàng kim. Ui, nó mới... Ôi, bé rồng của Yeti đẹp hơn. 30 à, đó. Ăn thôi, vậy ăn, vậy ăn, vậy ăn. Ê, con này được cưỡi rồi, núp ơi. Wow, sao Yeti chưa được cưỡi? Cưỡi rồi, cưỡi rồi. Vậy, vậy là chưa trưởng thành, chúng ta có thể cưỡi được rồi. Nè. Ui, giống cái kìa. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, các bạn thấy không? Rất là xịn sò. Nó không ăn nữa, nó chưa đói hả? Thôi bay bay đi chơi đi. Bay đi chơi với bé bé rồng, miệng con miệng rồng mà cu te đây kìa, miệng rồng hoàng kim. Ừ, đi chăn thịt nè, chăn. Bây giờ thịt mình nè. Sẽ gọi bé mắt to về chơi chung với tụi này nha mọi người. Đang định nói thì nó văng ngay đâu á. Con mẹ vàng cứ cái bạn con miệng rồng hoàng kim của mình kìa. Bà đói quá à. Bà chui thẳng vô cái chuồng gà luôn, bậy con ơi. Ê, mà bé mắt to về nè. Ôi bé. Ê, bé. Bé mắt to cưỡi được rồi nè. Bé hồng của Yeti đâu rồi? Yeti phải gọi nó về, Yeti gọi nó về. Ê bé hoàng kim ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Hoàng kim ra đây con, ra đây con, đây con. Đó. Miệng rồng cu te của Yeti đâu rồi? Nãy miệng rồng cu te của Yeti
Nãy nó Nó bay đi về hướng này chơi ở nè. đâu xa dữ vậy? Nãy nó bay vào hướng này nè. Ở đâu xa vậy? Nãy quanh thấy con dây. Ui, mà con này bay ghê trời. Ui, nhìn nè các bạn. Hạ cánh xuống nè. Ui da, hạ cánh như này chết rồng quá. Ôi trời, chị đi cửa luôn con xanh. Chị Tì chở được bà này luôn rồi nè. Mà ủa mà bé cái miệng rộng của Tì đi đâu chơi hoài à? Con hồng của mày đâu rồi, Đi nó chơi bay đâu rồi. rồi Thôi được rồi, kệ, để con vàng nghe nè. Đó, cho nó ăn thịt gà nè. Này nó mất máu các bạn. Nó mất máu, mất máu. Ui, nó có thịt chiêu gì nè. thôi để tao cho con bé đi ăn. Wow, Ôi, không lửa được phun lửa rồi kìa. các bạn ơi. Ghê vậy. Phun lửa được luôn các bạn ơi. Ui, ghê. Ê, bé miệng rộng. Quên, bé mắt to xuống cho cưỡi ơi. Wow, phun Bé lửa gì xanh cho luôn cưỡi. kìa. Wow, ghê trời. Ủa, ghê vậy. Ôi trời, bé miệng rộng của te của Giê-ti đi chơi đâu xa vậy. Nhìn nè. Mày cưỡi đỡ nó đi, nó bơi. Con này nó Nó chịu xuống nghe đi nè, cưỡi cỡ. vàng ơi. Nó chưa cưỡi luôn á, tính ra là vừa thả là nó bay dù 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 luôn rồi. Chị tay lên rồi kìa. Ê, nó mất máu nè, cho nó ăn, cho nó ăn. Đó bây giờ hả, nó lạng các bạn không. Con hồng của GT đâu rồi, đi mất tiêu đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, mới Ai biết đi. tiền cộng của Giê-ti về rồi Ủa, nè. trời, nó đi đâu rồi? Trời, các bạn Đi ơi, chơi đâu có nè, ăn đi. mới đi cơ một xíu thôi mà con mẹ này lại chui tiếp vô cái Chưa chuồng gà đói hả? rồi. Bả Chưa đâu biết đói. được nè, bả chui vô chuồng gà tiếp nè. Được rồi, rồi, đợi anh chốt, đợi anh chốt. Chán ghê. Ê, mà đâu cần giết gà đâu, từ từ. Đúng rồi các bạn, mình lấy cái đồ này nè. Đi xiên cho nó ít cá nào. Đúng rồi. À, bữa trước anh đặt ở được cái cây ấy, phải không? Khùng của mày chứ. Thế nào, Đợi bên được kia cái map kia, còn bên đây là mình mới đuối cái tụi hồi nãy rớt cá mà. Đúng, mình núp quên nhanh thiệt chứ. Được rồi, để đây săn cá các bạn. Cái này săn cá Thôi đi dễ. cởi bé miệng rộng cút te của cho đi chơi. Úi, nãy lượt cá đây rồi, ok. Ê, con vàng đâu rồi, con vàng hoàng kim đâu rồi. Bả bay đi đâu Bé nữa. bé bé xuống ăn cá nè, xuống ăn cá Miệng rộng hoàng kim này đi rồi. Được rồi, để mình kêu con miệng rộng hoàng kim về. ăn đi ăn đi ăn Nó đi bay đâu nữa, đây nè, đây nè, ăn nè, chưa, ăn đi nè, ăn đi. lại chui chuồng gà nữa, tao khổ ghê á. Này ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Sao nó không ăn ta? Rồi full rồi đó, full rồi đó. Thôi con ơi, đi chơi giống con giống đi chơi giống con xanh đi, con mắt to đi rồi nè. Thôi mày đi chơi đi. Ăn đi, ăn đi. Trời, nuôi mấy bà này mệt. Các bạn coi kìa, khoan 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 khoan. Ôi, bà không chịu ăn nữa. Ê, nó tính là nó thích đi chơi theo con hồng biết à. Con này theo con hồng chơi hoài à. Phải theo hồng không hả? Theo đợt cắn con của tao vậy. Ê, không rồi, nó cắn là tại vì tụi nó lúc đầu là ở chung với nhau mà. Ồ. Các bạn nhìn con mình bay À, nè. hai đứa bay là chị em đúng không? Anh em chị em gì đó đúng không? Đó, các bạn thấy không? Đó, bay nè. Yeah. Nghe Đã nè, chưa, đã chưa. ăn đi. Cái này là tốc độ nè. Đó, các bạn thấy không? Bay rất là đã luôn nè. Đó. Yeah, sướng thiệt. Được rồi, chắc là tập hôm nay của anh tới đây là kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ muốn hạ cánh hả? Trời ơi, nhắn nghe, nó sẽ hạ cánh cho mọi người coi nè. Ấy da, mà sao hạ cánh thấy ngu ngu quá vậy? Hạ cánh như bị mất máu, chắc là nặng quá. Ấy, mày kêu nó cửa lên nó đi núp và chào mọi người kìa. đây 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 Ok, được rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Để giới thiệu cho bé Hồng ăn cái. Trời. Bye bye, bye bye, bye bye. Mày bay đâu được đó rồi núp. Đây. Tôi cho con rồng ăn thịt này bây giờ. Được rồi, chào tạm biệt mọi người nha.